Chỉ đẹp khi tiền còn trong túi, đời hết vui khi trong túi hết tiền. Trên mâm rượu thiếu gì bè bạn, chốn lao tù sao chẳng thấy một ai, phải không? Cái lúc mà trên mâm rượu bạn bè nói mày chết tao chết vậy đó, chết tới chừng mà lỡ mà mình có nhức đầu bệnh hoạn kêu nó lợi cạo díu đó đi nó ơi, tao mất công chuyện rồi. Có môn mình về kêu vợ con mình, kêu cha mẹ mình chứ không kêu ai hết trơn, phải không? Vậy bây giờ thưa quý cô bác anh chị em, tôi nói như vậy nè, đừng nói tới vợ, đừng nói tới anh em, mà nói tới cha mẹ luôn. Dòng cha mẹ nào mà đang đi lợi, nó đang nhậu đó mà cha mẹ lợi nói thôi nó nhục nhã, nó xô bả lăn cù luôn cô bác anh chị em. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào tình nhân lội lại phân chia hiểm bách. Cô bác mình ơi, Thới Lai, cách đây đó là 2 năm về trước ở tại Thới Lai, bà mẹ bà chia ra đất cát đồ đâu đó cho anh em thằng Út nó đi làm tới ở dưới Cà Mau ở dưới. Ở nhà thằng anh đó đã đời rồi, nó xài, nó ăn xài đã đời rồi, nó lấy luôn cả đất bà nó bán. Thằng em thấy vậy về rồi đó, không còn cách nào khác, đêm đó không là quất 7 dao, mát không đâm 7 dao cô bác anh chị em. Nhưng mà cái số của thằng anh chưa chết. Tới chừng chở ra tới bệnh viện Ôn Môn rồi đó cô bác, nửa đêm 11 giờ nó đi vô, nó ấy một vô, nó quất thêm một dao nữa mà không chết tại đó luôn. Tới Ôn Môn luôn, vô ngay bệnh viện luôn, đâm luôn tại bệnh viện Ôn Môn. Chừng bảo vệ cho hay là bắt đầu là nó cắt dây mùng, nó đâm trong đó nữa, vậy mà cũng không chết luôn. Thấy vậy rồi ông kia ông nói vậy rồi số mạng của ông này ông lớn rồi, thôi cầm cái mát ra thú tội cô bác anh chị em. Phải một chút xíu nữa ông này chết xuống Diêm Vương, ông này sống còn lợi thì vô trong trại giam. Mà cô bác mình thấy không, anh em dành đã đời rồi, bắt đầu ông thì bị thương, còn ông thì vô trong trại giam ở, còn bà vợ là cái người dân ở lợi hưởng. Còn có ai ngu tới cỡ đó không?